Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyền hình chuyên biệt dành cho lứa tuổi học trò từ 9 đến 15 tuổi, VTV Cup 21. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2018, sẽ có những nội dung hấp dẫn và phong phú hơn trước đây. Đó là những bộ phim hoạt hình nổi tiếng trong và ngoài nước. VTV Cup 21 mang đến giấc mơ xanh chuyện kể bé nghe. Là những câu chuyện cổ tích diệu kỳ. Và trong mỗi tập phim, đó là những câu chuyện ý nghĩa. Không biết các bạn thích những chương trình như thế nào nhỉ? Con thích những chú chim nổi giận. Theo lao vào T-Rex xử lý ngay. Con thích xem phim hoạt hình Oggy. Chị đáng yêu. Con thích xem hoạt hình Doraemon. Con thích trai em. Con thích xem phim tình siêu nhân ạ. Thích xem phim hoạt hình Nàng Tiên Cả Ariel. Nàng Tiên Cả rất là tốt bụng. Rừng rậm, một nơi nguy hiểm với những loài thú đáng sợ. Một chàng trai dũng cảm dám đương đầu với tất cả. Và chàng trai đó là Rock, chàng Rock của rừng xanh. Lassie, đi nào. Các bạn sẵn sàng chưa? Chúng tôi sẵn sàng rồi. Chắc các anh là robot của ông à? Đúng vậy. Nhóm dũng sĩ vòi tròn gồm 5 phi công anh dũng kiểm soát 5 mãnh sư robot hùng mạnh. Khi những quái vật đáng sợ tấn công, các mãnh sư tập hợp lại để tạo thành dũng sĩ vòi tròn. Chào cháu yêu. Hãy nhớ chúng ta đang mang danh hoàng gia. Người và gia đình người sẽ bị hủy diệt bởi lời nguyền của ta. Ta không sợ ngươi. Ta nghĩ đến lúc ta hoàn thành công việc. Moses, hãy để người của em đi. Nào, đến gần đây một chút đi. Vậy giờ chủ nhân muốn gì nào? Ông sẽ cho tôi mọi điều ước mà tôi hằng khao khát sao? Quả là đáng buồn nhỉ. Người ta nói lịch sử miền Viễn Tây đã được viết trên yên ngựa. Vào những ngày tháng mà đàn ngựa hoàng còn được tự do, tôi đã ra đời ở đây. Ở nơi sau này sẽ được gọi là miền Viễn Tây ngày xưa. Bên cạnh những kiến thức bổ ích, thư giãn còn là những chương trình yêu thương và sẻ chia cộng đồng. Sẽ còn nhiều chương trình khác nữa được phát sóng trong tháng 4 năm 2018. Chúng ta hãy cùng đón xem VTV Cup 21.